lần đầu đi mua xương thì cứ nghĩ là nó rẻ, bảo cho cháu 2 ống, cô bảo 3 lít xương, nhưng mà là xương bò Úc. Đi làm sốt cay nhá. Mọi người xem mình thì chắc không lạ với cái món sốt này rồi đúng không? Video nào chả làm. Và bỏ lên đây ăn cũng ngon. Đằng sau này có tí thịt quết luôn, tí còn cặm xương. Đang nghe nhạc thì quảng cáo bực quá, phải vào ngay PoTuber nghe nhạc trong nền mà không lo quảng cáo. Thấy bảo bài bán bánh mì đang hot. Nướng xương. Dạ ơi, cái nồi bé quá, nướng một lần được có một khúc thôi. PoTuBe hỗ trợ chức năng pop up. Nghe nhạc trong nền PoTuBe có thể tải trên Google Play hoặc là App Store. Thơm quá. Nhìn thì to ấy thôi nhưng mà không ăn được mấy đâu, ăn được mỗi tí bên trong thôi. Vừa nói vừa chảy nước miếng. Cái phần tủy bên trong nó mềm cực luôn ấy. Ua. 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 Kỳ diệu thực sự.